À này, trưởng thôn năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Trợ lý thì vô cớ hỏi tuổi tôi làm gì? Năm nay tôi ngoài 40. Thế thì bao giờ trưởng thôn mới về hưu? Còn lâu. Vậy em cứ mãi làm trợ lý thế này. Tôi nói cho trợ lý biết như này, làm lên đến chức to ấy, nó cũng áp lực lắm chứ không sung sướng gì đâu. Mà tiện đây nhá, tôi cũng thông báo luôn cho trợ lý một cái tin vui như này. Tới đây ở trên người ta tổ chức một lớp tập huấn cho các trợ lý của trưởng thôn. Thôn nói rõ hơn đi, em chưa hiểu. Có nghĩa là như thế này, sắp tới khả năng là tôi sẽ được điều lên trên tôi ngồi. Đấy, cho nên là trợ lý sẽ thay tôi làm trưởng thôn. Nhưng mà trợ lý phải đi tập huấn một cái lớp gọi là tập huấn lớp trưởng thôn. Có thật không sếp? Tôi đã nói đùa trợ lý bao giờ chưa? Hả? Dạ, không có hôm nào đẹp như hôm nay. Thôi được rồi, thì tiện thể bây giờ đang cũng đang rảnh nhá, tôi với trợ lý tập dượt qua một tí. Bây giờ tôi sẽ đóng giả là một người dân đến để xin xác nhận giấy tờ, trợ lý thì đóng làm trưởng thôn nhá. Ui giời, em đợi cái thời khắc này lâu lắm rồi. Dạ chào cán bộ. Vớ vẩn nó không được. Cái gì đấy? Tôi đương kim trưởng thôn này. Chào bà con, mời bà con ngồi. Dạ thưa ông trưởng thôn, hôm nay tôi lên đây gặp ông để xin ông xác nhận cho là tôi còn độc toàn thân. À, độc thân. Thế ông xin xác nhận độc thân mục đích để làm gì? Chả giấu gì ông trưởng thôn, tôi xin xác nhận độc thân để tôi kết hôn với người yêu ngoại quốc. Ông hơn 83 tuổi rồi vẫn còn muốn kết hôn? Vâng, tôi từ trên xuống dưới vẫn hoạt động bình thường. Ông trưởng thôn ạ, à, nhưng một số bộ phận đôi khi vẫn phải dùng nhíp để gắp. Hả? Thế này nhá ông nhá, để xác nhận cho ông lấy vợ ngoại quốc, yêu cầu ông nộp 200.000. Nào đưa giấy tờ ông này. Đây giấy tờ tôi đây ông trưởng thôn. Ông trưởng thôn, tôi tưởng xác nhận độc thân chỉ có 100.000 thôi chứ. 100.000 là để ông xác nhận lấy vợ nội địa. Nào, ông nộp nhanh lên để tôi còn xác nhận làm việc. Không thì cơ quan tới 5 phút nữa hết giờ đó, ông lại phải đợi đến mai ấy. Dạ đây, 200.000 của ông trưởng thôn đây. Gớm, 83 tuổi rồi, hớ còn phải tiết kiệm, lại còn đòi lấy vợ. Đây, giấy xác nhận của ông đây, chúc ông luôn hạ cánh, an toàn. Tôi cảm ơn ông trưởng thôn nha, ông chu đáo quá. Đấy, thấy không? Trợ lý này cũng có căn làm lãnh đạo đấy. Làm trưởng thôn thì nó cũng chỉ như thế thôi, tập huấn thì nó chỉ gọi là cái thủ tục thôi. Hóa ra làm lãnh đạo cũng dễ nhỉ. Cứ làm dần rồi sẽ quen thì có gì đâu. Vớ vẩn không được.